thì anh em vào đây và sau đó anh em chỉ cần tìm cho mình cái hạng mục khuyến mãi là phòng trời thương gia. Sau đó anh em bấm vào đó và anh em chỉ cần lấy mã. Ở đây thì mình cũng sẽ có thêm một vài món như là cơm chiên nè. Và mình sẽ có thêm đó chính là cái này kiểu giống cà ri á anh em. Thì tốn tiền mua máy đâu, còn lại những cái dịch vụ trong này anh em đều được trải nghiệm một cách free nha. Hello anh em, lại là mình Gà Tổng đây. Mình đã vắng mặt ở GZ được một tuần rồi. Cụ thể đó chính là mình vắng mặt bởi vì mình đi Hà Nội anh em ạ. Và đợt này thì cũng là cái ngày mà mình quay về Hồ Chí Minh. Do đó video Juzi cùng Gen Z lần này của mình sẽ chia sẻ cho anh em những đặc quyền của người dùng Samsung khi mà đi máy bay. Anh em biết là gì không? iPhone, Xiaomi hay là những thương hiệu khác ở Việt Nam không bao giờ có được cái đặc quyền này. Đó chính là anh em dùng Samsung cao cấp thì sẽ được check-in phòng chờ thương gia. Cụ thể với những người mà check-in phòng chờ thương gia bằng Samsung á, và có những chuyến bay từ Hà Nội, từ sân bay Nội Bài và Hồ Chí Minh thì anh em sẽ được check-in ở trong phòng chờ Sông Hồng, tức là Premium Lounge, một cái phòng rất là xịn dành cho anh em. Thay vì ngồi ngoài ghế vật vã thì anh em đi vào đây tận hưởng không gian đẹp đẽ và xịn sò và cao cấp nhé. Ngồi chờ theo dạng thương gia anh em ạ, VIP không? Ok, Jisoo cùng Gen Z. Số thứ hai mình sẽ cho anh em trải nghiệm phòng chờ thương gia ở sân bay Nội Bài cho những anh em nào dùng Samsung cao cấp như là con Z Fold 3 ở đây. Nó sẽ có gì hay nha. Let's go. Đầu tiên thì anh em có thể thấy là cái phòng chờ Sông Hồng của Premium Lounge nó sẽ nằm ở ngay góc của cái khu phòng chờ thương gia. Đây, anh em có thể thấy là cái khu nó rất là to như thế này và có rất nhiều những cái hạng thương gia phòng chờ ở đây. Như là của mình á thì họ sẽ cho mình đi vào cái chỗ là Sông Hồng. Ok, bây giờ mình đã check-in xong phòng chờ thương gia và mình xin phép anh em là trong này mình không nói quá to được nha. Thì cái cách để cho anh em có thể vào được phòng chờ thương gia bằng Samsung á, đó chính là anh em sẽ lên cái Galaxy Gift, tức là trên điện thoại là sẽ có một cái tính năng là ứng dụng tên là quà tặng Galaxy. Thì anh em vào đây và sau đó anh em chỉ cần tìm cho mình cái hạng mục khuyến mãi là phòng chờ thương gia. Sau đó anh em bấm vào đó và anh em chỉ cần lấy mã. Hoặc các em nào sợ kiểu mất mã thì anh em có thể đi vào cái chỗ đó chính là quầy check-in á, và anh em nhờ những cái bạn nhân viên ở trong đó, những bạn đó sẽ bấm lấy mã giùm cho anh em. Thì thường á Samsung á họ sẽ có một máy nha, tối đa là 4 mã, tức là mỗi mã sẽ sử dụng cho một người. Như của mình hiện tại là chỉ còn đúng một mã thôi. Đó, còn đúng một mã cho nên mình lấy cho mình và một bạn đi cùng với mình nữa. Thì bạn đó sẽ phải dùng dịch vụ, tức là nếu như anh em sử dụng phòng chờ thương gia qua việc đó chính là mua dịch vụ á thì giá của nó sẽ là 350k. Thì nói chung mình thấy mức giá này cũng không phải là quá đắt để cho anh em tận hưởng và cũng như là trải nghiệm những cái rất là hay ho ở trong phòng chờ thương gia mà thường anh em ngồi ngoài sẽ không bao giờ trải nghiệm được. Nhưng mà nói chung anh em nào mà dùng Samsung cao cấp á, mà nhấn mạnh là Samsung cao cấp nha, thì anh em mới có thể trải nghiệm được cái tính năng phòng chờ thương gia. Thường thì nó sẽ là 1 năm ở cho chiếc máy cao cấp đó, trong cái năm đó mà họ bán. Ok, cụ thể là Z Fold 3. Đấy, nhiều ông cứ bảo dùng iPhone mới sang mới chẳng, nhưng mà anh em thấy dùng Z Fold 3 hay là dùng Galaxy S2 Ultra, anh em được check in phòng chờ thương gia khi mà đi bay máy bay như thế này, quá sướng đúng không? Ok, bây giờ cho anh em trải nghiệm phòng chờ thương gia có gì hay và đặc biệt nha. Đầu tiên là một cái khu vực mà mình nghĩ là chắc chắn là gọi đáng giá nhất cho phòng chờ thương gia, mà thường á những cái việc mà anh em ngồi bên ngoài anh em sẽ không cảm nhận được, đó chính là một cái quầy buffet liên quan tới đồ ăn và rất nhiều đồ ăn anh em ạ. Thực sự trong này là có rất nhiều và bây giờ show cho anh em một vài món nhé, và sau đó mình cũng phải lấy đồ ăn và sau đó review tiếp cho anh em nha. Đây, check show cho anh em vài món nha. Như ở đây mình sẽ có đó chính là cơm, cái này cơm, đúng rồi, cơm anh em ạ. Ngoài ra mình cũng sẽ có rất là nhiều những cái món khác như là trứng luộc này, đậu hũ chiên này, có cả mì Ý này anh em. Đây, có cả mì Ý luôn, được không? Quá được. Ở đây thì mình cũng sẽ có thêm một vài món như là cơm chiên nè. Và mình sẽ có thêm đó chính là cái này kiểu giống cà ri á anh em. Đây, và những cái món ăn nhẹ ở trong này nữa. Ngoài ra thì cũng sẽ có những cái món ăn no, nếu như anh em nào quên chưa ăn thì sẽ có đó chính là phở và thậm chí là bún bò luôn. Thì đây sẽ có một cái bạn nhân viên mà nó sẽ lấy cho anh em nha. Đó, bên này thì tất nhiên sẽ là những cái quầy nước, hoặc là anh em cũng còn những cái món ăn nhẹ ở bên này đó, thì kiểu salad rồi bánh mì vân vân, rất là nhiều. Ok chưa? Và nước ở trong này anh em cũng có thể lấy nó hoàn toàn miễn phí, bởi vì cơ bản là anh em đã trả dịch vụ ngay từ cái chỗ quầy check in rồi. Hoặc là mình dùng Samsung á thì anh em sẽ được tận hưởng cái không gian này một cách gọi là miễn phí luôn. Đó, chỉ tốn tiền mua Samsung thôi, chỉ tốn tiền mua máy thôi, còn lại những cái dịch vụ trong này anh em đều được trải nghiệm một cách free nha. Rồi, qua đây anh em sẽ thấy là mình sẽ có một cái tủ lạnh nước này. Đấy, rất nhiều nước, anh em muốn lấy bao nhiêu anh em uống cũng được, thoải mái anh em ạ. Đó, và đây, bia này ú sồ rồi, vào đây nhậu có vẻ hợp lý đấy.
Đó, còn đây là cái khu vực và đây là toilet. Và đây là anh em có thể thấy là khu vực mà anh em có thể nhìn thẳng ra bên ngoài sân bay luôn. Đó, anh em có thể nhìn ra thẳng sân bay luôn nha. Ok chưa? Trong này á, thì anh em sẽ có một cái khu nữa. Đó chính là một cái khu mà anh em có thể sử dụng, đó chính là cả máy tính luôn. Và anh em cũng sẽ có một cái ghế dành cho em bé. Thì đây, anh em có thể thấy cái khu này để cho anh em nào mà kiểu cần check in công việc nhanh á, mà anh em không có laptop hay là bất kỳ máy tính thì anh em có thể check in ngay ở trong này. Đó, một cái khu vực làm việc luôn. Đó, rất là đẹp nha, bàn gỗ sang trọng, có cả cây decor các kiểu luôn. Ok chưa? Uầy, xịn vãi chưởng anh em ạ. Và thậm chí là bên này này, nó còn có cả một cái ghế massage nữa anh em. Nó khá là giống với ghế massage ở GenZ ấy. Nói chung là cũng được phết. Và ở trong phòng trợ thương gia thì tất nhiên là nếu trường hợp là anh em nào cần hút thuốc thì vẫn sẽ có một cái phòng smoking room ở trong này. Đó, một cái khu vực hút thuốc để anh em có thể sử dụng nha. Check in phòng chờ thương gia mình, nhà vệ sinh nam anh em ạ. Ok, tới đây thôi chứ coi gì tầm này nữa. Đầu tiên mình sẽ cho anh em coi cái khu vực ngồi của mình nha. Thì đây là anh em có thể thấy chỗ ngồi của mình. Thì đây cũng sẽ có rất là nhiều những cái chỗ ngồi mà nó cũng khá là tương tự như vậy. Đó, anh em thấy không? Những cái chỗ ngồi rất là tương tự nhau, sát với cửa sổ như thế này. Những cái chỗ của mình, anh em có thể thấy là nó nhìn hướng thẳng ra chỗ sân bay luôn. Đó, tức là anh em có thể thấy máy bay cất cánh hay là hạ cánh thì ok hết, thấy hết luôn. Thì mỗi tội hiện tại là giờ Hà Nội đuổi mình bằng một cơn mưa, cho nên là anh em có thể thấy mưa bên ngoài mịt mù luôn. Mình không rõ là chuyến bay của mình lúc 7 giờ có bị delay không, nhưng mà bây giờ thì cứ ăn đã nha. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử miếng anh em ạ. Có ai đi ăn mà ý mà lại cầm đũa nhở? Đúng kiểu đồ ăn, đúng kiểu đồ ăn phòng trợ thương gia, ngon vãi chưởng anh em ạ. Đã vậy vừa được ăn mà vừa được ngắm cảnh nữa cơ, quá là đã. Nói chung mình thấy là cái mức giá 350.000 nếu anh em bỏ ra để trải nghiệm cái dịch vụ của phòng trợ thương gia của Sông Hồng nha, thì mình thấy là nó cũng ok, khá là hợp lý. Bởi vì anh em sẽ được trải nghiệm rất là nhiều thứ như là ăn uống, nghỉ ngơi và anh em tận hưởng cái view đó. Thì mình thấy 350k không phải là một mức giá quá là đắt hay gì đâu, thật sự luôn. Nó chỉ ngang với mức giá mà anh em thường đi ra những cái siêu thị hay là ra những cái khu trung tâm thương mại anh em ăn buffet này kia thôi. Thì mình thấy là mức giá cực kỳ hợp lý. Ngoài kia đang có máy bay cất cánh luôn. Ok, anh em cảm thấy sao về phòng chờ thương gia của Sông Hồng? Thì cá nhân mình thấy là mình sẽ thích ở bên Lotus là bốn sen đúng không? Ok, thì mình sẽ thích kiểu bên Lotus hơn. Bởi vì bên đó nó sẽ có một không gian to hơn, nhiều ghế để nằm hơn. Thậm chí anh em sẽ có cả ghế massage này kia vân vân nữa. Và bên này thì không gian của nó sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng mà mình thấy là về trải nghiệm dịch vụ á, thì mình thấy là vẫn ok. Ít nhất là với những người dùng mà kiểu Samsung như mình là dùng máy cao cấp, được trải nghiệm miễn phí thì mình thấy là hoàn toàn ok. Trong vòng 4 mã mà chỉ 1 năm. Chỉ trừ trường hợp mà anh em bay nhiều quá thì anh em mới cảm thấy thiếu mã thôi. Chứ cá nhân mình thấy là bay mà dùng Samsung, đặc biệt là con G Fold 3 như thế này, thì mình thấy là ok. Anh em thấy sao? Để lại phần bình luận phía dưới video nha. Và cần đừng quên nhấn like, share và subscribe cho NGZ. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace. Và đặc biệt sắp tới sẽ có thêm nhiều số Juicy cùng Senji nữa.